Dạ. Xin phép bà Lan. Nhưng bác này nè, mới gọi là đẹp. Đúng rồi. Cảm ơn. Dạ, cho em xin lỗi chị bữa hôm trước ạ. Không, anh hôm trước anh xin lỗi em mới đúng. Cái mặt hôm nay em tươi vậy nè, là ok. Cái mặt hôm trước em á, Lan Huệ sầu ai, Lan Huệ héo. Lan Huệ sầu đời, trong héo ngoài tươi. Vô đi. Vô đi em. À mà em, nhà em ở đâu vậy? Dạ, nhà em ở bên nhà bè ạ. Trời ơi, nhà bè. Từ nhà bè mà em qua tới đây làm còn cả chục cây số á. Em cũng xiên ghê đó chứ. Dạ, em đi làm mỗi ngày quen rồi. Thôi, đỡ tối nay anh chị đưa em về. Dạ, không dám làm phiền mấy anh đâu. Em tự đi về được rồi. Anh nói là tối nay anh đưa em về là anh đưa em về mà. Đúng rồi đó mày. Đó trách nhiệm của mày á. Chứ còn con gấu của tao như gấu của anh hai á. Trời ơi, tao sợ lắm. Thôi tao giao cho mày nha. Dạ thôi, mấy anh ngồi nhậu vui vẻ. Em xin phép đi về trước ạ. Rồi tối nay anh đưa em về á. Mày lo cho nó đi mày. Nhưng mà con gấu của mày cũng dữ lắm á. Anh khỏi lo đi, chứ không phải đơn giản đâu á. Mày coi chừng mày á, mày cứ thấy gái này mày cứ mám 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 nha. Tôi sẽ làm được. Vô đây anh em mình vô. Được anh ơi. Lan. Lan. Anh làm cái gì mà đi theo tôi vậy? Anh hứa anh đưa em về. Anh đi về đi, tụi tôi đi về được mà. Anh tránh ra đi. Anh hứa rồi, em cất cái xe qua một bên đi. Lên xe anh chở về. Anh kỳ cục quá, tránh ra cho tôi đi về đi. Anh đã hứa với em rồi, em biết không? Tìm chỗ nào cất cái xe đi, anh sẽ chở em về. Tôi nói anh tránh ra nha. Để cho tôi đi về. Anh hứa em một chiều rồi, em mới biết không Lan? Anh mới biết anh nhớ em lắm không Lan? Anh này kỳ cục quá. Lan, lên xe anh chở về. Mà tôi không thích, làm gì bắt tôi. Nhưng mà anh thích. Anh biết không? Lên xe. Bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra nha. Ê, tại sao giờ này mà còn ở đây chơi với gái? Bỏ vợ bỏ con nhà hả? Nói cái gì Ninh? Ninh, giờ này mà còn tuột tay tôi thấy con này hả? Mày đứng lại đây. Mày đứng lại đó. Chủ anh đây em à. Con nhỏ này. Dụ cái gì mà dụ? Nhanh ra. Tôi xử nó. Chị hiểu lầm rồi, em không có biết chuyện gì hết. Không hiểu lầm gì đây hết. Tụi bay, nó cho tao. Dụ nó cho tao. Tôi xử làm sao? Chạy á, nó chạy kìa. Người đi rồi còn chiếc xe. Tôi ngồi tôi đỡ nhớ. Giờ này em chưa về nữa trời. Có bao giờ mà giờ trễ vậy đâu.
Hiến ơi, Hiến ơi, Hiến, Hiến ơi, mở cửa cho Lan đi em. Hiến ơi, sao vậy? Hiến ơi, Lan bị cái gì vậy Lan? Có ai không? Đóng cửa lại đi, đóng cửa lại nhanh lên. Lan bị người ta giấy đánh. Lan sợ quá Hiến ơi, Lan sợ lắm. Đi vô nhà đi. Hiến nói Lan rồi, nghỉ làm đi, đừng có đi làm ở quán nhậu đó nữa. Mà Lan không nghe nữa. Lan sợ lắm rồi. Lan tính đó là trưa nay qua tính tiền lãnh luôn, rồi xong rồi xin nghỉ luôn. Quyết định vậy đi, qua lấy tiền rồi đi về, không có làm đó nữa. Mai á, Lan còn giữ được cái mạng Lan á. Tối hôm qua á, Lan không có bị ai ép uống bia hết, cũng không có bị chuyện gì mà chủ quán gây khó dễ hết á. Cứ tưởng đâu là ngày hôm qua lần đầu tiên được về nhà trong cái tâm trạng mà thoải mái nhất, không có say xỉn. Ai dè đâu cuối cùng cũng xảy ra chuyện như vậy nữa. Thôi giờ Lan cũng bỏ việc ở đó rồi, chỉ có gì Lan với Yến á đi nộp đơn xin dạy thêm này kia. Dạy thêm á vừa nhàn vừa vui, tránh xa được mấy cái thị phi này kia. Lan cũng nghĩ vậy á. Thôi vậy ha, quyết định là Lan sẽ đi tìm chỗ để dạy thêm. Hai đứa đi làm chung, đi dạy thêm nhàn nè ha, mà không có bị ai kiểu xài xẻ là giống như mấy cái quán nhậu đó. Nói chung là nghỉ đi. Biết rồi, đừng có lo quá, lúc nào Lan cũng biết Yến là người bạn tốt nhất của Lan mà. Chút nữa Yến chở Lan lên lấy xe đạp, rồi có gì hả Lan cứ khai hết ra đi, để công an người ta bắt mấy cái người đó. Mà cũng may á nha, bữa đó trong cái cặp của Lan có cái thẻ sinh viên, chứ nếu không á mất luôn cái xe đạp gia tài của Lan rồi. Nhờ vậy mà công an mới báo với trường để Lan lên lấy xe. Tưởng gặp xui rồi còn mất luôn cái xe đạp. Hey. Nhìn mặt hai người là biết có chuyện vui rồi đúng không? Chắc vui. Cà rỡn hoài. Thôi bây giờ mình bắt tay mình xã giao cái được không? Tính lợi dụng hả? Nó không bao giờ nghĩ tốt cho người xấu, không, không nghĩ xấu cho người tốt hết trơn. Biết được cái xúc phạm về cái bản thân của người ta. Tình của người bây giờ giống hình như coi như là súc vật vậy, không có cái gì mà gọi là tình cảm hết chứ. Nói nhiều quá. Nói đi. Lan. Lan có chuyện gì hả? Hồi nãy Trung thấy Lan, nhưng mà Trung ngại cho nên Trung không dám hỏi. Ngại cái gì mày ơi, cái mặt như cái bền vậy còn hỏi đi, nói gì nữa mà ngại. Lan, Lan nói cho Trung biết đi. Không có gì đâu Trung. Tính ra mình cũng may mắn thiệt á ha. Mới nộp đơn vô chỗ trung tâm xin dạy kèm á, vậy á mà được gọi liền rồi. Mình cũng may thiệt đó. Mới đây mà nhanh thiệt. Lan với là Yến á học chung với nhau được một học kỳ rồi đó. Lan. Chuyện gì không? Lan sắp tới sinh nhật 18 tuổi rồi đó. Trời đất, Lan quên mất tiêu chuyện này luôn á. Vậy là nhà tôi sắp có 1 tỷ phú rồi. Lan nói thiệt á, mà Lan cũng chưa biết làm sao nữa. Không biết á là thím Lan có chịu trả lại cái số tiền mà ba má để lại cho Lan không nữa. Nghe Lan nói vậy Yến thấy cuộc chiến đòi lại công lý này nó có vẻ cam go rồi đó. Lan cũng thấy lo lắng lắm. Tại vì trước đây á có lần Lan cũng nói với thím Lan về cái chuyện này, nhưng mà thím cứ quả quyết là không có biết gì về cái chuyện mà ba mẹ Lan để lại tiền hết á.
Nói thiệt là Lan cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Thôi, ăn cơm trước đi. Tôi đã nói không có là không có. Nhưng không thể nào, không thể nào chú lại đi nói dối con. Tôi nói không có, đây là lần cuối tôi nói với cô. Cô nghe rõ chưa? Và tôi không muốn cái vấn đề này lặp lại một lần nữa. Con nghĩ là thím nên trả lại số tiền 2 tỷ đó cho con đi. Tao nói không có, mày không tin á, mày đi lên bàn thờ mày hỏi ổng đi. Con xin thím trả lại những gì không thuộc về mình. Đừng có đan tâm chiếm đoạt những gì mà hiển nhiên đã thuộc về người khác rồi. Mày nói cái gì? Ai chiếm đoạt cái gì của mày? Đủ rồi thím à. Những ngày tháng qua con đã chịu đựng quá đủ. Con đã chịu đựng sự áp bức của thím trong cái căn nhà này. Quá đủ so với một đứa trẻ mồ côi như con. Con xin thím á, hãy trả lại số tiền 2 tỷ và ba con, mẹ con đã dành dụm nhờ chú bảo hộ giùm số tiền đó. À, được. Mày có cái chứng cớ gì không? Mày ngon á, mày đi kiện tao đi. Bây giờ con không có chứng cớ gì hết á. Nhưng đó là tiền của con. Chú đã nói rõ ràng với con, không thể nào chú nói dối con được. Chú phải trả lại cho con. Mày muốn cái gì chứ? Nhân ơi! Nhân! Yeah. Bằng mọi giá thì phải trả lại cho con. Thì phải sống cho phải đạo chứ. Mày, ác lại thì ác báo thôi à. Mày tính lỗi lại như vậy. Nhân ơi! Nhân! Nhân à! Nhân! Em yên tâm đi. Chị không làm gì thím đâu. Chị phải mang ơn chú thím nhiều lắm. Chị không phải là hạng người ăn cháo đó bác. Là không có dùng vũ lực để giải quyết chuyện này. Thím hãy suy nghĩ lại đi. Mới về. Về rồi hả con? Dạ. Con có mệt lắm không? Dạ không mệt đâu má, quen rồi. Con nói má nghe, bữa nay á về có con chiến hàng một à. Nguyên đám củ dạng con bu vô làm cái xong hết trơn luôn. Phải kiếm được vài chiến hàng cũng ngon. Thôi vậy được rồi con à. Con nghỉ một chút cho ráo mồ hôi đi rồi còn vô ăn cơm. Ủa rồi má thấy trong người khỏe không? Khỏe. Đừng có lo cho má. Uống hết thuốc vài bữa nữa chắc là nó hết bệnh thôi. Thôi ngồi đi gió máy không à. Thôi má vô trong nghỉ đi. Đi má làm được mà. Thôi má nghỉ đi để con làm cho. Đi vô trong nghỉ đi. Đi má vô má nghỉ cho nó khỏe đi. Đi má làm cũng được. Đi đi đi. Thôi đi đi. Trời. Cái gì ra đây? Alo. Thiệt không? Nhưng mà không được, thôi dịp khác đi. Trời ơi, ông làm như ông có giá quá hả? Mỗi lần kêu quăng là ông chảnh vậy hả? Dẹp đi, từ đây giờ sao tôi không bao giờ gọi ông nữa đâu. À, alo. Nó tắt máy rồi. Yến ngồi xuống đi, đừng đi tới đi lui nữa. Bình tĩnh đi. Mà Lan đi đâu vậy? Lan về kìa. Ủa, nhìn mặt là tôi hiểu rồi. Ủa, có chuyện gì vậy?
Thiếm á, hãy trả lại số tiền 2 tỷ và ba con, mẹ con đã dành dụm nhờ chú bảo hộ dùm số tiền đó. Được, mày có cái chứng cớ gì không? Mày ngon á, mày đi kiện tao đi. Mọi chuyện là như vậy đó. Thiếm của Lan thật là quá đáng. Chuyện nó là như vậy đó, anh tính sao thì tính đi. Cứ làm theo nguyện vọng của nó. Anh nói cái gì? 2 tỷ chứ đâu phải 2 triệu đâu. Anh nghĩ làm sao mà anh kêu em đưa số tiền đó cho nó chứ? Em muốn có được 2 tỷ, em phải chi 2 tỷ. Anh nói cái gì em không hiểu. Tóm lại, muốn chiếm đoạt số tiền đó một cách danh chánh ngôn thuận, em nhất định phải làm theo lời của anh. Nghĩa là sao? Anh nói đại ra đi. Trước tiên em thừa nhận với nó là nó có 2 tỷ do cha mẹ nó để lại. Vậy không lẽ mình đem dâng cho nó 2 tỷ? Em cứ tin anh. Sau đó tìm cách thuyết phục cho nó trở về nhà. Để làm gì? Lan, Yến hiểu mà. Nhưng mà cái gì á của mình thì trước sau thì cũng là của mình thôi. Lan đừng có buồn nữa. Lan hiểu điều đó, nhưng mà Lan không thể nào chấp nhận được Yến à. Bây giờ Lan không biết phải làm sao hết á. Đợi xíu. Alo. Dạ dạ. Có người tìm Lan á. Alo. Thiếp ơi. Ủa, nó là Lan hả con? Trời ơi, Thiếp chờ con lâu quá trời rồi. Thôi vô đi con. Thôi thôi thôi, khỏi cởi giày cởi dép gì hết. Thôi vô đi con, vô đi mà. Có mệt không con? Vô đây với Thiếp nha. Đi, đi con. Ngồi đi con. Con uống nước đi con. Cảm ơn chị. Lan à, thiệt tình á thì Thiếm không có ý dở thủ đoạn với số tiền của cha mẹ con để lại đâu. Thực tế á thì Thiếm không có hề hay biết gì hết. Mà chú con á cũng chưa bao giờ nói cho Thiếm biết chuyện này nữa. Hôm qua vô tình lục lại giấy tờ, Thiếm mới biết ba má con có để lại số tiền cho con đó. Mình không thật hiểu nổi bà ta. Mới hôm qua thì khăng khăng khẳng định là không có, hôm nay á lại dịu ngọt đúng lạ thường. Chẳng thể tin được. Thiếm muốn nói Thiếm xin lỗi con. Dạ thưa Thiếm, tại vì ở trước khi chú mất, chú có nói với con về số tiền mà ba mẹ con để lại. Ừ, cho nên á Thiếm suy nghĩ kỹ rồi, Thiếm sẽ chuyển khoản tiền đó cho con. Thiếm thấy á con cũng đã đủ tuổi rồi. Dạ, nếu được như vậy thì con cảm ơn Thiếm nhiều lắm. Ừ. Lan à, con dọn về đây ở với Thiếm nha con. Sau bao nhiêu đêm thức trắng, Thiếm suy nghĩ những điều con nói, bây giờ Thiếm mới ngộ ra mọi chuyện đó con à. Con tha lỗi cho Thiếm nha con. Nếu Thiếm đã nói như vậy rồi á thì con phận làm cháu, làm sao mà con dám giận hờn gì Thiếm chứ. Con à, con dọn về đây ở với Thiếm con. Dạ, dạ chắc con không dám làm phiền Thiếm nữa đâu Thiếm. Hả? Sao vậy con? Thiếm muốn chuộc lại những lỗi lầm mà Thiếm gây ra cho con từ trước tới giờ mà. Lan à, hay là con còn giận Thiếm? Dạ không có. Dạ, con không có trách giận gì Thiếm nữa đâu.
Lan, ngoài cái việc mà thím của Lan thừa nhận là cha mẹ Lan có để lại 2 tỷ rồi còn chuyện gì nữa không? Có. Thím Lan á còn kêu Lan bây giờ dọn về đó ở chung đi. Cái gì? Dọn về đó ở chung á? Ừ. Lan cũng không hiểu nữa. Từ trước tới giờ hả, Lan nghĩ Lan lúc nào cũng là cái gai trong mắt của thím hết á. Mà không hiểu tại sao bây giờ thím lại kêu Lan về đó ở. Yến không có tin những gì mà bà ta nói đâu. Lan phải cẩn thận với con người đó đó. Ban đầu á, Lan cũng không có tin đâu. Nhưng mà thấy thím Lan á có vẻ giống như là hối lỗi rồi hay sao á. Nếu như mà bà ta hối lỗi được á thì mừng. Nhưng mà nếu như mà có thủ đoạn gì ở đây thì Lan... Lan hiểu rồi. Nhưng mà Lan thấy thím hình như đã thay đổi á. Giống như là thím bây giờ đã nhận ra là mình làm sai rồi, hối hận hay sao á. Yến không biết nữa, khó tin quá. Thôi mà, đừng có đa nghi quá. Biết đâu thím Lan hối hận rồi sao. Là thím nè con. Ủa thím? Rồi sao thím lại đi đây vậy? Thì thím tìm con chứ đâu. Ồ, thím tìm con? Ừ. Thím đi tới nhà trọ, bạn con nói là con đi rồi. Thím nhìn thấy chiếc xe đạp này à, thím nhận ra con liền đó. À, mà thím kiếm con có chuyện gì không thím? Thì cái chuyện thím muốn con về nhà ở lắm Lan à. Dạ, nhưng mà chuyện đó con đã nói với thím rất là rõ ràng rồi. Con không có dám làm phiền thím nữa đâu. Nhưng mà thiệt tình, thôi hay là thím cho con thêm một thời gian nữa đi, để con suy nghĩ cái đã. Thím năn nỉ con mà Lan, con cho thím được cơ hội chuộc lại những cái lỗi lầm mà thím đã gây ra cho con từ trước tới giờ đi, nghe không con? Thôi mà suy nghĩ gì nữa, để thím cho người qua dọn đồ phụ con nha. Thím không. Thì cứ quyết định vậy đi mà, nghe con. Dạ. Vậy thôi, tôi tím con về trước. À. Trời đất ơi, điên hả, muốn chết hả? Chạy kêu kêu. Tôi thích vậy á. Là con sao? Có chuyện gì vậy con? Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau như những người lớn. Cũng được. Ông nên chấm dứt những trò đốn mạt đối với má tôi đi. Chú nghĩ là con đang hiểu lầm chú. Hiểu lầm? Ông thừa hiểu ra tôi đang nói gì mà. Chú biết à, chắc bây giờ con đang nghĩ là chú đến với mẹ của con là sự so đo tính toán, thậm chí là cả sự lợi dụng. Nhưng không phải đâu con ạ. Chú thương mẹ con thật lòng. Ông có thể lừa được má tôi, nhưng mà ông không qua mắt được tôi đâu. Tôi biết trong đầu ông đang nghĩ cái gì mà. Con bình tĩnh đi. Con phải tin chú mới được. Thậm chí chú yêu thương con như là con ruột của mình vậy. Ông im đi. Tôi nói với ông lần cuối, nếu tôi còn thấy ông qua lại với má tôi á thì tôi sẽ không tha cho ông đâu. Tôi nói được là tôi làm được. Đồ nhảy ranh. Để rồi coi hai mẹ con mày và tao ai sẽ là người khóc hận đây. Con nói đi con. Cảm ơn thím. Ồ, Như đâu rồi thím? Em nó đi đâu từ sáng sớm á. Lúc này nó lầm lì, nó hay giận hờn vô cớ.
Rồi nó ít nói nữa. Mà nó đi đâu á nó cũng không báo cho Thiếm một tiếng. Làm cho Thiếm khổ tâm hết sức vậy đó con. Tính tình của em Như á, hồi trước giờ cũng vậy mà. Thiếm đừng có lo quá. Bởi vậy, thật ra hôm nay á Thiếm kiếm con á là vì chuyện đó. Con biết á Thiếm muốn nói với con điều gì rồi chứ. Dạ, con hiểu thôi Thiếm. Thiếm muốn con á dọn về đây ở chung với em Như với Thiếm. Thiếm á sẽ không làm cho hai đứa con buồn nữa. Thiếm thấy á là Thiếm có lỗi với hai đứa nhiều lắm. Ừ, dạ. Hiện tại bây giờ thì con đang ở trọ với một người bạn rất là tốt với con. Cho nên chắc là con không có thể nào bỏ bạn con trong lúc này được. Sao vậy con? Nói gì thì nói. Chứ con ở ngoài á làm sao bằng ở với Thiếm với con Như được con. Thưa Thiếm, hôm nay con qua đây là con cũng muốn xin thưa với Thiếm về cái chuyện là con không có trở về nhà này ở được. Con bây giờ con đã ra ngoài ở trọ với lại bạn con. Con cảm ơn Thiếm nhiều lắm, thì con cũng hiểu tấm lòng của Thiếm. Sao lại như vậy hả con? Dạ thưa Thiếm, bây giờ con cũng đã lớn rồi, con muốn sống tự lập. Thiếm biết, nhưng mà theo Thiếm thấy á, con nên trở về sống ở cái ngôi nhà quen thuộc này á thì tốt cho con hơn đó. Dạ, con đã suy nghĩ thật kỹ như vậy rồi, con xin lỗi Thiếm. Thôi con uống nước đi. Dạ. Con xin lỗi anh về chuyện của con Như. Không có gì. Con hãy còn nhỏ, anh không có trách. Biết sao em tin anh là được rồi. Chuyện Lan tới đâu rồi? Em dụ hoài mà nó không có chịu về. Em hết cách rồi đó. Nếu nó không về, cơ hội có 2 tỷ của chúng ta càng ngày càng bị thu hẹp. Vậy bây giờ tính làm sao á anh? Anh có kế sách gì không? Chỉ còn một cách duy nhất, đó là chúng ta phải tính toán thật kỹ rồi. Cái gì? Ra tay hả? Thôi, thôi không được đâu. Mình không có làm cái chuyện đó được đâu anh. Ở đời có gan thì mới làm giàu được. Thôi, làm chuyện gì em cũng dám hết. Nhưng mà giết người á, em không làm được đâu. Lỡ công an mà lần ra thì em chết chắc đó. Thôi được rồi, để anh tìm cách khác vậy. Thôi tìm cách khác đi anh. Chứ vì 2 tỷ mà mình giết người á thì không có được đâu. Trước đây mình cần con Lan về nhà trong vòng 1 tháng. Nhưng bây giờ thì không cần. Chỉ cần nó về nhà 1 ngày, thậm chí là chỉ 1 buổi thôi là đủ. Hả? Vậy là tất cả mọi chuyện em phải nghe và làm theo lời của anh. Thank you.
Như à, má còn dễ nói với con nữa hả? Má, má nói với con những gì? Má đã hứa những cái gì? Thật ra má và chú Hùng đã chấm dứt quan hệ tình cảm rồi con à. Nói láo. Con đã nghe hết hai người nói cái gì. Không những lén lút qua lại mà hai người đang thực hiện âm mưu ghê tởm nữa. Má, nếu má đã không giữ lời hứa thì má đừng có trách con. Thôi chết rồi. Như là con làm cái gì vậy hả? Như là con tính đi đâu vậy? Để má chở con đi nha. Con không cần. Con đi đâu không cần má quan tâm. Má cũng đừng làm phiền con nữa. Như, Như, cua gái dở lắm. Mấy đứa mà đẹp đẹp cái này là mà để tao qua. Qua quất cái là ok. Dạ. Đi nhậu con mình đó em. Gì vậy? Tôi không có quen. Đi hết chơi. Em ở đâu tới đây vậy? Đây. Rồi. Mày kéo ghế cho mày. Vô đụng cho anh cái, uống anh cái. Uống như em á, ba ngày ba đêm chưa tỉnh á, đụng cái em nhắm môi em để xuống không à. Im đi. Im im. Như à, Như, thôi đừng có uống nữa con. Sao mà sai dữ vậy nè. Bạn anh má kêu ngồi chơi. Ngồi chơi bà. Bia bia em, lấy bia. Ngồi, ăn tôm nước không? Chứ. Bà cái bà nội mày. Im đi. Con à, đừng có uống nữa, đi về với má đi con. Má đi. Ai vậy? Bà là ai vậy? Sao bà phiền quá vậy? Má là má của con mà, sao lại nói với má như vậy chứ? Thôi đi con, đừng uống nữa nha. Bà là má của tôi kìa. Má hả? Tôi đâu có má đâu. Đâu có má đâu. Dạ. Thôi mà, đừng có uống nữa mà con. Đi về đi con. Tôi cảnh cáo bà. Từ về vậy sao tôi làm gì á thì mặt xác tôi. Tôi không có cần bà quan tâm đến tôi nữa. Và bà cũng không được đụng đến bạn của tôi. Nghe chưa? Sao còn nói với má như vậy chứ? Dạ hả? Như à? Dạ. Như à? Cái gì vậy? Bà đừng có phiền tôi nữa được không? Bà về đi. Về với má đi con. Má về vậy đó. Con không về thì má ở đây luôn. Má cũng không về nữa. Giờ ở đây nè. Uống đi. Giờ. Tao cua là được. Được tao tới bàn luôn. Giờ ăn luôn nè. Hôm nay mình không sai không về. Đi giờ nè. Uống tiền cho cô đi. Giờ. Chờ chút, điện cho bạn tới. Điện thêm nhỏ bạn cho thằng bạn anh luôn. Vô. Con à. Đi về đi. Bà làm cái gì vậy? Tôi điện thoại với bạn tôi coi. Về với má đi mà. Thôi rồi. Alo. Mày tới được không? Không được à? Gì nói sao vậy? Không được rồi. Không tới được rồi, mình vô thôi. Mình không tới được rồi. Mình là phải uống hết hôm nay nè. Đây nha. Ngồi em. Cái gì vậy? Uống nữa. Đi về với má. Không được. Đi uống nữa em ơi. Đi về. Như à. Như. Thôi lên phòng nghỉ đi con. Như à. Má có lỗi với con. Cho má xin lỗi nha. Xin lỗi hả?
Ai xin lỗi vậy? Bà hả? Bà xin lỗi tôi hả? Tôi nhớ bà nói câu này nhiều lần lắm rồi. Nghe hoài mệt quá. Đi đi. Con à, coi như má sai rồi. Má hứa với con á, lần này là lần cuối cùng má không bao giờ gặp lại ông ta nữa đâu. Nha con. Bà, nói cho bà biết, cái mặt bà là mặt mê trai. Bà chỉ hứa cho qua chuyện thôi. Đồ lừa đảo. Không đâu con, con muốn má làm cái gì con nói đi nha. Nếu tôi muốn, bà có làm được không? Được mà, má làm được. Má hứa má làm mà. Con muốn cái gì con nói đi con. Vậy thì tôi muốn có một tài khoản 2 tỷ đồng trong vòng 1 tuần thôi. Chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Bà nghe rõ chưa? Nếu như bà đáp ứng được thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện. Nhưng mà má làm gì có số tiền lớn vậy hả con? Tôi biết là bà có mà. Nhưng cái tiền đó bà đâu có cho con ruột của bà đâu. Bà đem đi cho người khác, đúng không hả? Người phụ nữ đã đẻ ra tôi. Con à, con Như à, Như.